Xin chào các bạn. Mình có nhận được một cái gói quà từ trong Sài Gòn chuyển ra của một người em tên là Nguyễn Thành Trung. Người gửi Nguyễn Thành Trung, số điện thoại 098, người nhận anh Tùng Dâu. Thì hôm nay mình khui cái gói quà này ra xem là bên trong là cái gì nhá. Để khoe với mọi người luôn. Mình khui lộn đầu à? Khui lộn đầu à? Pin à? 12V. Máy của hãng Ryobi. Pin này. À, cái này là cái bản ra của máy khâu cậu em gửi ra để mình chế khoan bàn. Còn đây là cái sạc của nó này. À, cái sạc này nghe cậu em nói là cái sạc này là cậu em cũng chế lại rồi. Cái vỏ zin thôi. Còn cái sạc ruột của nó là cậu em này chế lại rồi. Giờ mình kiếm cái gỗ để mình thử nha. Ở đây thì cũng xin nói trước với mọi người là mình chỉ cái clip này mình làm không phải là để review cái khoan này, cái mắt vít này, mà cái clip này mình làm là để khoe cái món quà mà một người em tên là Nguyễn Thành Trung ở trong Sài Gòn gửi ra tặng cho mình, vì là anh em quen nhau qua cái kênh YouTube của mình. Tức là Trung có tình cờ quen mình qua một cái clip mà mình làm mà về cái khoan bàn. Đây là cái khoan bàn của mình, khoan bàn tự chế của mình đây. Đó. Thế mà Trung có xem cái clip này ở trên kênh YouTube của mình và từ đó anh em quen biết nhau, thì là anh em có thường hay chat qua lại ở trên Facebook, thì là lâu rồi để thành thân thiết thôi. Thì Trung cũng là một người em cũng rất thích cái bộ môn DIY, nhưng mà Trung cũng không có thời gian, Trung bận nhiều việc nên là cũng không thể làm được nhiều. Thì Trung có làm thêm một cái mảng, tức là có bán cái đồ và ba cái đồ đồ pin, khoan pin và bắt vít pin nội địa này. Thì Trung có ngỏ ý là tặng cho mình một cái để mình dùng. Thì trước đây thì Trung đã tặng mình một cái mắt vít rồi. Này. Bữa trước cái này cũng là do Trung tặng mình, chuyển đến Sài Gòn ra. Thì do lần đầu tiên Trung ship hàng nên là Trung chưa biết cái cách ship. Nên là Trung chỉ ship được cái vỏ máy này thôi, không ship được pin. Bởi vì là mang ra ngoài Việt Post ship thì là người ta thấy có pin người ta không nhận. Trung thật thà quá nên là không không ship được. Nhưng lần này thì Trung đã ship được cả pin ra. Đây. Đây là cái này là Trung tặng mình trước này, và cái này. Thì bây giờ mình sẽ lắp mũi vào mình thử test nó xem. Nào nha. Mình cũng xin nói lại là mình làm cái clip này là chỉ để khoe cái món quà này thôi, chứ mình không phải là review máy đâu nhá. À, khá mạnh đấy. À.
thử cái mũi to hơn xem nào. Đó, bây giờ mình sẽ thử cái mũi 10 nhá. To hơn xem nào. Khá mạnh đấy. Khoan khá tốt các bạn. Mặc dù nó chỉ là cái 12V thôi. Nhưng mà nó khoan khá tốt đấy. Rồi. Hôm nay mình làm cái clip này chỉ để khoe cái món quà mà một người em ở trong Sài Gòn tặng mình thôi. Cảm ơn Nguyễn Thành Trung nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn.